tài xế Mercedes tông chết người đã bồi thường 500 triệu đồng. Ghi nhận việc bồi thường thiệt hại, vợ nạn nhân đã có đơn xin bãi nại cho tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết. Ngày 17 tháng 10, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Nam, 43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, về tội giết người theo khoản 2, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Phạm Văn Nam là tài xế Mercedes tông chết người tại bờ kè thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, hồi giữa tháng 5. Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 12 tháng 5, bị can Phạm Văn Nam lái ô tô Mercedes chở theo hai người bạn đến nhậu ở bờ kè Phạm Văn Đồng, thành phố Phan Thiết. Khi đến khu vực bờ kè phía trước quán rượu Phát, xe của Nam suýt va chạm với nhóm Hà Xuân Hải, 43 tuổi, ngụ thành phố Phan Thiết. Thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, Nam tiếp tục lái ô tô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100 mét. Khi xe vừa dừng trước quán nhậu, Hà Xuân Hải dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập bị can và anh Nguyễn Văn Xuyên, 41 tuổi, người cùng ngồi trên xe Mercedes. Sau khi bị đánh, Nam lái ô tô tông đổ xe máy của đối thủ và đuổi theo nhóm của Hải. Thấy vậy, nhóm của Hải cầm chai lọ, bàn ghế ném vào xe Mercedes. Hôm đó, Nam lái xe tông vào Hà Xuân Hải khi người này ném chiếc bàn inox lên đầu ô tô. Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Nam điều khiển xe về thành phố Hồ Chí Minh đến chiều ngày 12 tháng 5, bị can ra đầu thú và giao nộp chiếc Mercedes. Theo cơ quan tố tụng, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can Nam về tội giết người, nghi can này cùng ông Xuyên được đi giám định thương tật với kết quả lần lượt 1,5% và 4%, còn ô tô Mercedes bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả xe Mercedes cho chủ sở hữu sau khi có kết quả định giá thiệt hại. Liên quan vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng truy tố Nguyễn Thiện Khiêm, 34 tuổi, Võ Lam Trường, 19 tuổi và Trần Quốc Phong, 28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận, cùng về hai tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong đó, bị can Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn Phong đang thụ án tù 6 tháng về tội xúc phạm quốc kỳ khi cùng một nhóm tín dụng đen mang quan tài, mắm tôm đi đòi nợ. Cũng theo cáo trạng, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bị can Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Hôm ngày 15 tháng 8, vợ nạn nhân Hải và một số người liên quan đã có đơn xin bãi nại cho Phạm Văn Nam. Cơ quan tố tụng cho rằng bị can Nam đã bồi thường thiệt hại, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Sau khi phạm tội đã đầu thú đã thành khẩn khai báo, được đại diện bị hại bãi nại, nhân thân tốt nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.